Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ nghe một ca khúc Đi Cùng Năm Tháng được sự thể hiện rất là thành công của rất nhiều cặp đôi như là Trọng Tấn và Anh Thơ. Đấy là bài hát Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng qua sự trình bày của anh Sơn Vũ và một chị có nickname rất là đặc biệt là Điêu Thuyền ạ. Không biết là có giống Điêu Thuyền không? Em mời chị Điêu Thuyền và anh Sơn Vũ. Anh ở biên cương, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở trên anh mùa này có nắng phù sa im bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm nóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước đem lòng mình gửi. Chân trước anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em. Em mơ hương xưa, nghe đài báo gió mùa đông bắc. Em thương anh nơi chiến hào gặp giết mãi thương anh. Chiều nay đứng đứng ngước lưu kinh giữa đất trời ao ao có lành không? Hỡi anh có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, có tình yêu một mùa xuân, một mùa xuân dù gió mưa dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên. Anh ở biên cương, sương lạnh giá buốt mùa đông tới. Nơi quê hương em bước vào vụ mới, rằng anh thương em. Đồng quê chưa cây hết, tay em ngập ngừng dưới bùn. Lúa cây thẳng hàng công. Người em yêu, ở cuối sông Hồng. Là niềm tin, là tình yêu.